cho cơ thể mình có các ngăn, thì một cái ngăn gọi là ngăn trung tâm đó, là khi thuốc đi vào trong cơ thể thì cái thuốc nó sẽ phân giải phóng ra là hấp thu, thì vào cái ngăn gọi là ngăn trung tâm, thì ở đó ngăn trung tâm thuốc ở trạng thái tự do ha. Rồi sau đó nó sẽ đi tới các ngăn khác nhau trong cơ thể, thì nó có thể gắn kết đi tới vị trí có tác động, cái đó là cái điều mình mong muốn nhất ha. Nó đi tới cái vị trí tác động và gắn kết ở receptor cụ thể để thể hiện tác động. Rồi hoặc là nó có thể biến đổi sinh học trước khi mà đi tới vị trí tác động. Thì thuốc của mình, các anh chị lưu ý, nó sẽ có hai nhóm. Một gọi là thuốc khi mà đi vào nó thể hiện tác động, rồi sau đó nó chuyển hóa mất tác động và thải trừ ra, thì đó là một hướng. Rồi cái nhóm thứ hai đó là tiền dược, khi mà sử dụng vào trong cơ thể thì chưa có tác động gì hết, thì nó phải chuyển hóa tạo thành chất chuyển hóa có hoạt tính, thì chất chuyển hóa có hoạt tính nó mới bắt đầu thể hiện cái tác động. Nó một cái ví dụ đơn giản, ví dụ như vitamin D, nó chỉ thấy một cái viên vitamin D ha, là 300 đồng một viên, thì nếu như mà gan thận của mình còn tốt á, thì mình uống cái vitamin D 300 đồng đó thì không có vấn đề gì hết, nó sẽ thể hiện cái tác động của vitamin D. Nhưng nếu mà gan hoặc là thận hoặc là cả hai đều bị suy, nó không chuyển hóa được thuốc, thì cái vitamin D mình mua 300 đồng mình uống vô nó không có tác dụng gì hết. Bởi vì cái vitamin D đó nó phải cần chuyển hóa qua hai giai đoạn, một là ở thận, hai là ở gan, để tạo thành 1,25-dihydroxy vitamin D, nhất là vitamin D3, thì nó là cholecalciferol. Thì cái viên đó, cái hoạt chất đó, nó mới thể hiện tác động ở trong cơ thể. Thì nếu những người nào mà bị suy gan, suy thận thì sao? Mình phải tạo ra cái dạng đã chuyển hóa cho người ta đó. Thì lúc đó cái viên đó là 3,000, đúng không? Rocatrol nè. Anh chị nào có ra nhà thuốc không? Không có nhà giờ nhà thuốc. Vậy họ dùng để làm gì? Để nhân viên bán xong đếm tiền mang về. Phải ra nhà thuốc hả? Nếu như mà các chị muốn thực tế thì phải ra nhà thuốc. Hồi xưa tôi từ năm thứ hai phải đi ra nhà thuốc rồi, 5 giờ tới 9 giờ rưỡi từ năm thứ hai học đại học. Thì như vậy nó mới tích lũy kinh nghiệm. Thì là nó phải qua cái chuyển hóa, thì ở đây nó có dạng chuyển hóa sinh học, xong rồi sau đó nó chuyển trở ngược về cái ngăn trung tâm, thì nó đi bắt đầu phân bố đi các ngăn khác, hoặc là nó có thể lưu trữ, nhiều thuốc nó lưu trữ ở trong mô, cái những cái mô lưu trữ như mô mỡ, mô cơ, thì tùy theo ái lực của từng thuốc mà nó vô cái nơi lưu trữ khác nhau, thì thông thường thì nó sẽ theo cái tính chất hóa lý của nó. Thì những nào tan trong dầu mỡ thì nó sẽ lưu trữ trong các mô mỡ, ví dụ như các thuốc về thần kinh, các thuốc trên hệ thần kinh luôn thì nó lưu trữ trong các mô mỡ, rồi các vitamin tan trong dầu thì nó sẽ lưu trữ ở trong các mô mỡ. Rồi hoặc là nó lại đi gắn kết ở những vị trí mà mình không muốn nó gắn kết, thì nó thì gắn kết những vị trí không mong muốn thì nó sẽ gây ra cái tác dụng phụ của thuốc. Rồi sau khi mà chuyển hóa thành tác động, chuyển hóa rồi thể hiện tác động, thì nó bắt đầu cái giai đoạn đi qua cái ngăn gọi là ngăn thải trừ, thì nó sẽ đào thải thuốc ra khỏi cơ thể. Thì nằm độ thuốc tại vị trí tác động thì mình phải biết là khi nào nó đạt được cái nồng độ đó, và nồng độ đó đạt ở cái mức độ nào thì mới thể hiện được cái tác động. Thì ở đây các anh chị ghi chú vô á, chỗ này có một cái câu hỏi cho các chị đó, giải Nobel y sinh học 2013 nói về vấn đề gì? Y sinh học. Y á, sinh học. Nó là hai ông người Mỹ, một ông người Đức. Nói về vấn đề gì? Nói thì ở đây mình sẽ nói về cái vấn đề của mình, nói chuyện với chị về coi lại. Được không? Không có giờ tối về là đang thay ngủ rồi. Học bài thi thôi. Học bài thi chứ không có ngủ được. Không. Ngủ ít lại cũng nhiều quá. Có thì giờ. Trời mất cân bằng. Ngày 4 tiếng được rồi. Rồi. Thì
định nghĩa trường đại học hay là chính xác là VK thì nó là nghiên cứu về số phận của một thuốc khi được đưa vào cơ thể từ lúc thuốc được hấp thu, phân phối, chuyển hóa và bài trừ tác động của cơ thể đối với thuốc. Trường đại học lâm sàng là ứng dụng cái việc đại học nguyên lý trường đại học đảm bảo thuốc được sử dụng an toàn. Nhớ lưu ý an toàn là cái luôn luôn mình đề cập đầu tiên, an toàn đạt hiệu quả điều trị cho từng bệnh nhân. Rồi, mục tiêu của trường đại học là mình sẽ tăng cường hiệu quả và giảm độc tính. Thì hiệu quả của thuốc là ở đâu ra? Nó liên quan đến nồng độ của thuốc tại vị trí có tác động, đúng không? Mình nói đó, liều và nồng độ thuốc tại vị trí có tác động. Thì nồng độ thuốc tại vị trí có tác động nó sẽ quyết định cái tác động của thuốc. Thì muốn như vậy thì người ta sẽ theo dõi TGM đó là therapeutic drug monitor, nó là theo dõi nồng độ thuốc, theo dõi nồng độ thuốc đó. Thì để thông thường thì người ta có mười mấy cái thuốc cần phải theo dõi nồng độ thuốc. Thì như các chị có thể tham khảo quyển này, handbook clinical pharmacokinetics là theo dõi nồng độ thuốc thì nó có danh sách những cái thuốc này, nó chỉ nói về mười mấy cái thuốc đó thôi, là những cái thuốc mà nó cần phải theo dõi nồng độ thuốc trong điều trị. Ví dụ như vancomycin, amikacin, naptamycin, streptomycin, nhóm aminoglycosid tại vì nó gây độc ở trên thận nhiều. Rồi độc ở trên tai gây viêm chuyển chuyển đó. Thì cái quỹ này có thể sử dụng để mà theo dõi nồng độ thuốc. Rồi nhưng mà có thể theo dõi nồng độ thuốc tại vị trí có tác động được hay không? Được không? Là không. Ví dụ như người ta nói là bây giờ mình muốn biết nồng độ thuốc digoxin ở tại ngay chỗ cơ tim là như bao nhiêu thì mình không thể xẻo ống kính mình đem đi dùng được. Ví dụ như mình muốn biết là thuốc nó lên tới não bao nhiêu rồi để mà ức chế nhiều dopamine nó lên tới bao nhiêu để mà không có bị run tay run chân, không có theo dõi được. Do vậy không thể nào tiếp cận được cái vị trí tác động mà thuốc, vị trí mà thuốc có tác động trực tiếp được hết, nên là không có ứng dụng. Nhưng mà người ta đưa ra một cái khái niệm là có thể đo nồng độ thuốc ở trong máu. Thì người ta thấy là nếu mà nồng độ thuốc ở trong máu tăng lên thì cái tác động nó sẽ thay đổi. Thì người ta lấy cái đó làm một cái thông số yếu tố trung gian để mà xác định. Thì trong như là trong máu là cái thông thường sử dụng nhất. Rồi ngoài ra ta còn có thể huyết tương, nước tiểu, nước bọt và các dịch mẫu có thể lấy mẫu dễ dàng. Thì người ta thấy nếu mà mình đo thấy nồng độ thuốc ở trong máu tăng thì tự nhiên thấy tác động thuốc tăng, thì ta coi như đó là dùng trọng hợp đồng nhất, tức là tăng nồng độ trong máu thì nó sẽ tăng nồng độ ở vị trí có tác động và nó sẽ làm tăng cái tác động. Thì không đo được trực tiếp thì người ta đo gián tiếp. Thì mình có cái khái niệm là dùng trọng hợp đồng nhất, thì mô tả mối liên hệ có thể tiên đoán được hầu hết nhưng chứ không phải là tất cả. Giữa nồng độ thuốc trong huyết tương và nồng độ thuốc tại vị trí có tác động thì người ta thấy là đồng nhất, tức là tăng giảm giống nhau. Chắc là phải chỗ Minh á là phòng cái này là thầy đạo không? Cục pin nó mệt rồi hả? Rồi, thì dựa trên cái việc đo nồng độ thuốc ở trong máu, mình sẽ đưa ra cái khái niệm là nồng độ trị liệu, là nồng độ thuốc ở trong máu, trong huyết tương và nồng độ độc của thuốc. Thì cái thuốc mình sẽ sử dụng làm sao đạt được cái nồng độ nằm trong cái khoảng là qua cái nồng độ tối thiểu có thể gây ra một cái tác động nhưng mà vẫn nằm ở dưới cái nồng độ gây độc. Thì nồng độ này liên quan trực tiếp đến nồng độ thuốc tại mô của bệnh nhân hay không, thì nó không phải là đúng hoàn toàn. Thì có nhiều thuốc đó, nó sẽ phân bố ở các
mô cơ khác nhau. Thì ví dụ như dioxin thì nó có ái lực ở trên tim, benzodiazepine thì nó có ái lực ở trên não. Thì như vậy nó sẽ có phân bố khác nhau, nên là cái việc mà mình định hướng cái nghiên cứu của mình đó, nó nằm ở vị trí nào thì nó mới là tăng giảm trọng nhất, nên giúp cho hầu hết các trường hợp nhưng mà không phải là tính trên tất cả. Thì tùy theo cái ái lực do cái tính kết vật lý hóa học của thuốc nó quyết định. Thì ra cái phần là các yếu tố hóa lý trong sự vận chuyển thuốc băng qua màng. Thì tính chất của một thuốc nó sẽ dự đoán cho biết cái thuốc đó nó đi qua màng, cái khả năng nó đi qua màng như thế nào. Thì như mình đề cập tới là kích thước phân tử nè, nằm trong khoảng tối ưu là 100 tới 1000. Rồi đặc tính cấu trúc của nó như thế nào, mức độ ion hóa, khả năng tan trong lipid tương đối của các dạng ion hóa và không ion hóa, khả năng gắn kết protein huyết tương và mô để mà vận chuyển nó đi. Rồi bề mặt nơi hấp thu, nó thì bề mặt nơi hấp thu cái diện tích nó lớn hay nhỏ, pH nó như thế nào, tại vì pH nó sẽ quyết định cái mức độ ion hóa. Ở dạ dày và ruột thì cái pH nó thay đổi nhiều hơn. Về tuần hoàn nơi hấp thu thì thuốc nó đi vào cái chỗ có tuần hoàn, lưu lượng tuần hoàn cao thì nó sẽ đưa thuốc đi nhanh. Thì cái slide này nhắc cho mình biết là thuốc muốn đi được tới vị trí có tác động thì cái cơ bản nhất là nó phải đi ngang qua các màng sinh học, đi ngang qua các màng sinh học là nó mới thể hiện được tới vị trí thể hiện tác động. Thì thuốc hấp thu được đặc trưng bởi sinh khả dụng, nên là khái niệm sinh khả dụng. Có cái môn sinh khả dụng mấy chị học chưa? Chưa. Sinh khả dụng của một thuốc ở dạng liều xác định. Nếu sinh khả dụng của dạng liều nào thì mình sẽ xác định sinh khả dụng của dạng thuốc đó. Thì phần hoạt chất nó định nghĩa cơ bản đó là phần hoạt chất đến còn tuần hoàn mà còn nguyên vẹn, chưa bị chuyển hóa, vẫn còn nguyên vẹn. Thì như vậy các anh chị thấy là cái thằng nào có sinh khả dụng còn nguyên vẹn, sinh khả dụng cao nhất? Đường sử dụng nào? Tim, tĩnh mạch, đúng không? Thì ở đây mình nói qua về mặt lý thuyết đó, thì mọi người có biết với nhau đó, là đường tim tĩnh mạch là đường có sinh khả dụng 100%, nhưng mà trong nghiên cứu đó, trong các phòng nghiên cứu đó mà chuyên sâu đó, thì ta không đồng ý như vậy. Tại sao? Tại sao? Tại vì trong cơ thể mình nó có hai cái vòng tuần hoàn, vòng tuần hoàn lớn, vòng tuần hoàn nhỏ. Thì khi mà thuốc nó vào trong vòng tuần hoàn lớn thì nó còn đi qua vòng tuần hoàn nhỏ, và từ cái vòng tuần hoàn nhỏ thì nó qua cái mô phổi, thì một phần có thể bị chiết xuất ở đó. Thì cái lượng còn nguyên vẹn, chưa bị chuyển hóa là không đảm bảo 100%. Nhưng mà đó là về mặt nghiên cứu. Còn trên thực tế ứng dụng á, ví dụ thì mọi người thống nhất với nhau đó là đường tim tĩnh mạch là đường có sinh khả dụng 100% là một. Rồi màng tế bào thì đây là cấu trúc của một màng tế bào, đó là lớp như biết két là hàng rào cản thuốc, ngăn cản thuốc đi qua. Thì các protein màng gắn với lớp két tạo ra các cấu trúc liên kết, thì nó sẽ tạo ra trên cái protein này nó sẽ gắn lên, nó tạo ra các receptor, các cơn đi âm, vân vân. Đó thì thuốc muốn có tác động thì nó phải đi qua các màng, có thể là một màng nếu mà đơn giản hoặc là nhiều màng. Các chị nào phải về sớm hết cái dạ. Rồi để giờ đó nè, đua la cho chị tập rưỡi kiếm rồi thứ thứ sáu này, thứ sáu mấy pin thứ sáu rồi mấy chị đúng giờ sẽ ôn nhanh thì mình có mình chi không đi sớm.
thì bữa nay mình dậy sớm, thứ sáu mình dậy sớm, ở thứ ba dậy trễ, thứ sáu thì dậy sớm, dậy sáng rồi.